Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 17 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, sáng nay 17 tháng 7, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nhâm, sinh năm 1931, ở thôn Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc, có hai con là liệt sĩ. Hiện mẹ Nhâm đang được Công an huyện Mỹ Lộc phụng dưỡng 500.000 đồng một tháng. Thăm tặng quà cụ Trần Thị Sen, 94 tuổi, ở thôn Cấp Tiến 2, là mẹ liệt sĩ. Hiện cụ Sen sức khỏe yếu, đang ở trong ngôi nhà cấp 4 cùng con trai. Thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Khuyến, sinh năm 1943, ở thôn 15, xã Mỹ Hà, là thương binh 81%, hiện sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện, thu nhập chính từ trợ cấp thương binh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách. Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo về đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công nhằm thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những nội dung phát triển kinh tế xã hội được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá công tác huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xã hội hóa. Điều này thể hiện ở vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm 70% tổng nguồn vốn xã hội. Ghi nhận thực tế tại các công trình, dự án của tỉnh và các địa phương đều có sự chung sức của nhà nước và nhân dân. Dự án công trình cải tạo nâng cấp đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc, đoạn từ đường 63B, xã Mỹ Hà đến Dốc La, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc đang được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định triển khai xây dựng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân sinh sống ven đường. Bởi hàng chục năm nay, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của địa phương. Gia đình ông Lê Văn Thục ở thôn Làng Xá, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc là một trong nhiều hộ dân ở đây đã tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, tự phá bỏ công trình và hiến đất để dự án triển khai thực hiện thuận lợi. Đường này mở ra thì nói chung là cái sự mong mỏi của nhân dân là rất lâu rồi. Thế sau khi mà được Đảng và nhà nước, nhất là Đảng ủy và Ủy ban nhân xã đã tổ chức là giải phóng mặt bằng thì chúng tôi đã giải phóng cái này rất lâu rồi. Thế nên chờ hôm nay, chỉ chờ đến ngày hôm nay là để trên về có quyết định là làm luôn. Thì có thể nói đây là cái nguồn cổ vũ động viên, là nguyện vọng mong ước mơ của cử tri xã Mỹ Tiến từ bấy lâu nay. Nhân dân, Đảng bộ nhân dân xã Mỹ Tiến đón nhận dự án này rất là hào hứng phấn khởi và có quyết tâm chính trị rất cao, mà đây cũng là một trong những công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12. Thì xác đây là nhiệm vụ chính trị của xã nhà được huyện giao, địa phương có trách nhiệm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất tháo dỡ công trình để phục vụ cho dự án, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tính riêng tại xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, đã vận động nhân dân đóng góp tiền và hiện vật xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến đất làm đường giao thông. Tổng giá trị các nguồn vốn huy động đạt hàng chục tỷ đồng, trong đó có nhiều cá nhân đã ủng hộ trực tiếp cho các thôn xóm hàng tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu tập luyện thể dục thể thao. Chính vì vậy, từ một xã nghèo, đến nay diện mạo nông thôn mới ở xã Mỹ Tiến đã khởi sắc, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Còn đây là tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng do huyện Mỹ Lộc làm chủ đầu tư với cơ chế huyện làm đường, xã làm rãnh thoát nước dọc, vận động nhân dân hiến đất, phá bỏ công trình, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng công trình. Trong quá trình thi công thì Ủy ban Nhân dân xã đang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hay là hành lang đường giao thông. Thì trong gian vừa qua thì ban xã cũng đã tuyên truyền và đến nay thì 90% các hộ đã thực hiện việc tự giải tỏa giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Hiện nay thì về mặt bằng để mà thi công thì đã đủ. Tuy nhiên ủy ban xã tiếp tục là tuyên truyền dân để giả lại cái hành lang để đảm bảo cái cảnh quan môi trường. Cái thứ hai thì ủy ban xã cũng đang tuyên truyền dân và họp dân để xây dựng, nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc trên tuyến đường. Nét nổi bật đối với việc tạo nguồn vốn đầu tư công trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là tỉnh Nam Định đã ban hành cơ chế đầu tư các khu đô thị trung tâm huyện và khu dân cư tập trung, khu vực nông thôn nhằm huy động hiệu quả hơn nguồn lực từ quỹ đất. Chính vì vậy, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng. Ngay tại huyện Mỹ Lộc, tuyến đường Thịnh Thắng và tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng được đầu tư từ nguồn đấu giá đất khu đô thị trung tâm thị trấn Mỹ Lộc và khu dân cư tập trung xã Mỹ Thành. Bên cạnh đó, còn có nhiều công trình thể hiện sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân hoàn thành tốt mục tiêu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Xây dựng kết cấu hạ tầng trong một cái điều kiện rất là khó khăn, thì huyện cũng đã huy động cái sự đóng góp của nhân dân, tranh thủ cái sự ủng hộ giúp đỡ của tỉnh để đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chủ yếu, nhất là các cái công trình giao thông, trường học, thủy lợi, y tế, văn hóa, trụ sở làm việc. Có thể nói bộ mặt đô thị nông thôn của huyện ngày một khang trang, sạch sẽ và đã góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Huyện Mỹ Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi và huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Đến nay, 5 trên 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng hợp các ý kiến đóng góp đều cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định trình Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ 20, trong đó đã đánh giá cao vai trò của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển hạ tầng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương. Sáu tháng đầu năm 2020, kinh tế của thành phố Nam Định đã có những chuyển biến tích cực. Huyện Nghĩa Hưng đã phát huy tốt tiềm năng, đưa kinh tế biển trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Tại xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, bảo vệ môi trường sinh thái được xem là trách nhiệm chung mang tính cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế của thành phố Nam Định có những chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý đạt 5.557 tỷ đồng, tăng trên 8%, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn do thành phố Nam Định quản lý gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực vượt khó, tìm kiếm nguồn hàng và nguyên liệu sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền thành phố Nam Định cũng đã triển khai kịp thời các chỉ thị, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của doanh nghiệp, 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Nam Định xác định tập trung nâng cao tỷ trọng sản phẩm các ngành công nghiệp có công nghệ sản xuất hiện đại và giá trị gia tăng lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách của thành phố. Phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý tăng 15,5%. Là địa phương có bờ biển và diện tích nuôi trồng thủy hải sản lớn nhất tỉnh, thời gian qua, huyện Nghĩa Hưng đã phát huy tốt tiềm năng, đưa kinh tế biển trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với mục tiêu tổng quát về nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, huyện Nghĩa Hưng xác định giai đoạn 2020-2025, kinh tế biển là mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển toàn diện kinh tế biển. Mục tiêu này gắn với lợi thế của địa phương và cũng gắn với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Nam Định. Khi tới đây, tuyến đường bộ ven biển sẽ được xây dựng và chạy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng.
để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, trở thành vùng kinh tế, tạo động lực sức bật cho sự phát triển của địa phương. Thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp từ kêu gọi xúc tiến đầu tư đến tạo thuận lợi về thủ tục mặt bằng để các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Đến nay, toàn huyện Nghĩa Hưng có 485 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có gần 200 tàu công suất từ 300 CV trở lên. Sản lượng khai thác thủy sản đạt bình quân 18.580 tấn một năm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, môi trường vẫn là một trong những tiêu chí đạt kết quả thấp và chưa thật sự bền vững, nhưng lại là nội dung có ý nghĩa cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng ở nhiều địa phương khi bảo vệ môi trường sinh thái được xem là trách nhiệm chung với những giá trị mà người dân nông thôn được thụ hưởng, kết quả thực tế đã cho thấy ưu thế của một giải pháp mang tính cộng đồng. Năm 2016, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản đã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, nhưng thuộc nhóm những xã về đích chậm nhất của huyện Vụ Bản. Đến nay, nợ đầu tư xây dựng cơ bản của xã vẫn còn ngót 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư khá khang trang, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng thay đổi hẳn. Hơn 4 cây số đường giao thông trục xã với kinh phí trên 14 tỷ đồng do tỉnh đầu tư và hàng chục cây số đường giao thông khác đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng cùng nhiều công trình nông thôn mới khác, không chỉ góp phần phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư mà còn tạo nên sự hưởng ứng đồng thuận cao cho nhân dân. Ở xóm 2 thôn Tổ Cầu, xã Liên Bảo, bà Phạm Thị Hiển là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm. Bà cũng là người đi đầu trong cuộc vận động đóng góp xây dựng hạ tầng ở đây, nhất là từ khi có phong trào phụ nữ đảm nhận việc trồng hoa thay thế cỏ dại trên địa bàn xã. Gần một cây số đường hoa ở thôn Tổ Cầu do chi hội phụ nữ đóng góp kinh phí, lựa chọn giống hoa, huy động ngày công để trồng và chăm sóc hàng tuần, chẳng những làm đẹp thêm diện mạo xóm làng mà còn góp phần thay đổi cả nhận thức và hành động của cộng đồng về trách nhiệm giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Chúng tôi cũng là những người dân rất tích cực tham gia, đóng góp tất cả các tài chính rồi công để xây dựng được những con đường đẹp như bây giờ. Đường đã xây dựng rồi, hoa đẹp rồi. Thế là con người nó cũng phấn khởi lên, nó cũng cảm thấy thoải mái, thích thú hơn. Thực tế mà nói thì về công sức, về kinh tế, tài chính thì cũng tương đối là vất vả, khó khăn. Nhưng mà tinh thần chị em, anh em lại thấy thoải mái lên và cũng thấy đẹp cho quê hương thì chẳng có gì là phải sợ mệt mỏi cả. Mặc dù đang tiếp tục hoàn thiện hàng loạt tiêu chí hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhưng đối chiếu với tiêu chí số 12, lãnh đạo xã Liên Bảo tự đánh giá đã đạt 3 trong số 5 nội dung đặt ra. Đó là tất cả các hộ dân đều được cung cấp nước sạch, các hộ gia đình đảm bảo ba sạch, cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng, xanh, sạch đẹp. Hai nội dung chưa đạt là các khu dân cư chưa có hệ thống thu gom nước thải và tiêu thoát nước mưa đã qua xử lý. Chưa có mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch làm điểm về phân loại rác thải tại nguồn và nhân rộng sau năm nay. Tuy nhiên, chỉ khi nào người dân có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường thì mới có hành động đúng để góp phần giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Môi trường hiện nay là về rác thải là cũng đang là cái điều băn khoăn nhức nhối trong tình hình chung, không những cả nước nhưng mà ở các thôn xóm. Về rác thải thì ta tuyên truyền là phân loại rác thải để xử lý cho tốt. Thế nhưng mà cái hiểu biết của nhân dân thì cũng còn ở mức độ, cho nên là cái việc phân loại rác thải hiện nay là chưa qua như thế là chưa bảo đảm lắm. Về rác thải nhất là bao bì thuốc trừ sâu rồi là cũng chưa gom góp đúng ở nơi quy định, bởi vì ta cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn. Trong điều kiện kinh tế nông thôn đang phát triển mạnh mẽ, quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra ngày càng nhanh thì càng có nhiều thách thức đặt ra trước yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới, thực sự đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Thực tế cho thấy, để đảm bảo tính bền vững cho một nông thôn xanh và sạch, người dân phải tự giác nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và tự bỏ kinh phí xây dựng các công trình của gia đình. Giải pháp quan trọng để bước đầu thực hiện thành công tiêu chí môi trường như ở xã Liên Bảo là địa phương phải vận động để nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, tập quán, thói quen. Nhân dân hiểu được cái tầm, cái mức độ quan trọng của xây dựng nông thôn mới nên toàn thể nhân dân xã Liên Bảo đã đồng thuận xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua. Chỉ có nhân dân biết, dân bàn, dân làm thì đồng thuận
Thì đến hiện tại thì nhân dân xã Liên Bảo với được cái khung cảnh, quang cảnh bây như bây giờ, tức là đang phấn đấu từng bước để sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Xã đang phấn đấu để đến năm 2021 sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới ở mức độ nâng cao. Bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn là nhiệm vụ xây dựng môi trường sống chung nên không thể tách rời khỏi cộng đồng cả về nhận thức và hành động. Ở xã Liên Bảo và ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, người dân sẵn sàng tự nguyện hiến đất cho các công trình công cộng, đóng góp tiền của và ngày công để xây dựng cảnh quan môi trường khi nhận ra quyền lợi chính đáng của họ trong các hoạt động mang tính cộng đồng như vậy. Cũng có thể gọi đó là giải pháp cộng đồng, một cách làm đã cho thấy hiệu quả tối ưu nếu muốn giữ được môi trường sống thân thiện ở nông thôn hiện nay. Đoàn công tác quân khu 3 kiểm tra diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2020 tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định. Bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tỉnh Nam Định. Trong thời gian 2 ngày, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, đoàn công tác quân khu 3 đã kiểm tra diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2020. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ qua 3 giai đoạn với 11 vấn đề huấn luyện trên các cương vị đảm nhiệm, tất cả cán bộ, trợ lý, nhân viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều được tham quan học tập, nghiên cứu và trực tiếp tham gia thực hành trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, từ đó giúp phát huy được tính sáng tạo, chủ động, tích cực của người tập trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hành chiến đấu. Đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng cũng như điều hành của chỉ huy các cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định, đoàn công tác quân khu 3 chỉ rõ những khâu yếu, mặt yếu, đặc biệt trong hệ thống văn kiện để bổ sung hoàn chỉnh những nội dung mới, các phương án, kế hoạch tác chiến sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Để cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật được bồi dưỡng chuyên đề, khái quát một số kỹ năng cơ bản trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó tập trung bồi dưỡng vào các kỹ năng như phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, phổ biến giáo dục pháp luật trên các loại hình báo chí, biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Đặc biệt, các báo cáo viên pháp luật còn được giới thiệu, phân tích, làm rõ một số vấn đề của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019. Thông qua hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng, ứng dụng phù hợp vào thực tế, thực hiện đúng hiệu quả chức năng nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Trường hạ chùa Tây Lạc khai giảng khóa an cư kết hạ. Phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tại xã Vĩnh Hào, huyện Vũ Bản. Trường hạ chùa Tây Lạc, huyện Nam Trực tổ chức lễ khai giảng khóa an cư kết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Ba tháng hạ năm nay, 56 tăng ni các tự viện trên địa bàn huyện Nam Trực tu tập tại trường hạ chùa Tây Lạc được truyền giảng nội dung các bộ kinh Hiền Ngu và kinh Đại Báo Ân trong Tam Tạng kinh điển của Phật giáo Đại thừa. Đây là những bộ kinh ghi chép lời Đức Phật dặn dạy tăng ni Phật tử về công đức sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ, dạy cho con cháu phải có bổn phận đền đáp công ơn sao cho xứng đáng cả với cha mẹ khi còn sống hay đã quá cố, là thước đo tiêu chuẩn để phân biệt giữa kẻ xấu, kẻ ngu si, người tốt và bậc trí hiền. Đây cũng là dịp để cộng đồng tăng ni trên địa bàn huyện Nam Trực trao đổi kinh nghiệm hành đạo, tiến bộ trong nếp sống tu hành, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Bên cạnh những nội dung theo quy định của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh,
Trong 3 tháng an cư, Ban trị sự Phật giáo huyện Nam Trực, Trường Hạ, Chùa Tây Lạc sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo, cập nhật tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh Nam Định, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thiết thực xây dựng nông thôn mới bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự về phong trào thể dục thể thao tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản. Giờ luyện tập của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản hôm nay, thời tiết đẹp không mưa nên đã thu hút khá đông hội viên đến tham gia. Điểm hẹn của những thành viên trong câu lạc bộ là sân trước trong khuôn viên của nhà văn hóa xóm, nơi họ giao lưu luyện tập trong suốt gần 5 năm nay. Từ hồi tập đến giờ là cảm thấy vui, khỏe, sức khỏe nó dẻo dai. Lúc trước là cái tay này tôi giơ lên là không giơ được. Mà từ hồi đi tập thức vũ kinh giờ là cái tay này giơ thẳng tưng lên được. Và cảm thấy vừa vui vừa khỏe mà vừa có ích cho mình. Nên là cứ ngày nào cũng thích đi. Chỉ chờ hôm nào phải coi cháu cho các con nên đi làm công ty thì mới không đi thôi. Những bài tập thể dục đơn giản, những điệu nhạc nhẹ nhàng là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của nhiều người dân nơi đây. Từng ấy năm luyện tập gắn bó với câu lạc bộ, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Vĩnh Hào coi sinh hoạt câu lạc bộ, luyện tập thể dục hàng ngày là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Từ cụ già 70-80 tuổi cho đến các cô các bác ở độ tuổi 45-50 đều rất hào hứng tham gia tích cực trong giờ luyện tập hàng ngày. Tôi đi tập thì dần dần cứ thấy nó khỏe lên thì là cứ tích cực lắm, cứ tối nào cũng đi. Thế là chủ yếu là để cho nó vui, nó khỏe. Thì con cháu nó không phải nghĩ ngợi gì đến. Thì chúng tôi đến để tập cho nó khỏe, không có rồi nó vui, rồi nó quên những cái mệt nhọc đi. Không chỉ luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Vĩnh Hào còn được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trong nhiều hoạt động thể dục thể thao dành cho người cao tuổi. Mỗi lần đi biểu diễn các bài tập đồng diễn, câu lạc bộ đều để lại ấn tượng tốt đẹp trước mọi người về sự dẻo dai trong luyện tập và cải thiện được sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Thì có một số chị em ấy, đến tập thì trước là bảo là em đau chân lắm, em đau vai lắm và đi rất là khó. Thế thì sau một thời gian tập luyện thì như vậy là các bà, các cô là bảo là tay em vươn rất là thoải mái. Chân em bước không có bị vấp như trước nữa. Thì đấy là một cái hiệu quả rất tốt cho tập dưỡng sinh. Cái tác dụng ấy thì chị em như vậy là rất phấn khởi. Cho nên là khi mà có một công việc gì của thôn điều chỉnh ấy thì là chị em tham gia rất nhiệt tình. Và ai cũng thể hiện là cái sự cố gắng của mình chứ không có phân chia tuổi tác. Không chỉ cùng nhau luyện tập tăng cường sức khỏe mà đến với câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của xã, các thành viên còn được trao đổi, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống như cách gìn giữ bảo vệ sức khỏe, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, những câu chuyện ứng xử hàng ngày, tâm sinh lý người cao tuổi, đồng thời thăm hỏi động viên nhau những lúc khó khăn, lúc ốm đau, đặc biệt là tuổi cao, giữ cho tâm sáng trí bền. Chính vì vậy mà từ lâu câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Vĩnh Hào như ngôi nhà thứ hai của các thành viên. Đó cũng là tác dụng tích cực của các câu lạc bộ thể dục thể thao đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.